Bên anh là đang làm năng lượng nè, nên được thì anh em mình hợp tác anh hơn ạ. Cái này bên em cũng anh có thể là khách hàng của chúng tôi. Em nên nhớ là anh đang làm rooftop với solar này với lại các cái trung tâm thương mại đó. Thực ra các em đang quá quan tâm đến bao nhiêu phần trăm. Các em là người có thể lo khâu sản xuất, nhưng thực ra trên thế giới giờ khâu bán hàng mới là quan trọng. Trong tay anh hiện nay ít nhất nó phải có 100 quân để đi bán cái đồ điện này. Anh có 1.5 vạn nhân viên đang bán bất động sản. Nhưng bất động sản thì nó có liên quan đến cái kênh bán này đâu? Có chứ. Bất động sản thì anh cũng đang bán đó. Tôi thích cái này vì nó thực sự là một startup. Cái quần khí xung quanh mặt trời ấy là nó có plasma và cái chất lỏng nằm trong lõi của quả đất với cái nhiệt độ khoảng 2.000 độ. Ước tính khoảng 2.000 độ thì nó có chứa plasma. Mọi người đã phát hiện ra cái đó, nhưng cái ứng dụng thì nó mới chỉ được khoảng vài chục năm trở lại đây. Mất 100 năm sau người ta mới nghĩ ra những cái ứng dụng của cái trạng thái plasma. Tôi có những cái chiến lược để các bạn có thể đi xa và đi rộng hơn rất nhiều. Cái ứng dụng plasma nó không chỉ là cho cái câu chuyện cái máy để chữa bệnh này. Ứng dụng plasma nó còn rất nhiều những cái lĩnh vực mênh mông khác. Nếu các bạn nắm được công nghệ plasma là một công nghệ của tương lai thì các bạn còn rất nhiều cái đất để mà dụng võ. TP Bank hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thôi được rồi, bây giờ anh đưa nốt cái offer cuối cùng để em chọn nhé. Là anh đồng ý đầu tư cho em 3,5 tỷ đổi lấy 30% cổ phần. Và nếu mà em thất bại thì bản thân cái team của em phải về làm cho anh 1 năm. Anh đưa ra 2 option để em chọn. Bây giờ tóm lại là em có 2 offer nhé. Offer. Cái offer của Sắc Phú.